sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung vụ án bé gái NTVA 8 tuổi, ngụ quận 1, tạm trú quận Bình Thạnh bị bạo hành đến chết và chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp đề nghị truy tố hai bị can liên quan. Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đề nghị truy tố bị can Nguyễn Võ Quỳnh Trang, 26 tuổi, quê Gia Lai về tội giết người và hành hạ người khác. Công an giữ nguyên quan điểm về đề nghị truy tố Nguyễn Kim Trung Thái, 36 tuổi, là cha ruột của cháu VA về tội hành hạ người khác và che giấu tội phạm. Trước đó, tại phiên tòa xét xử sơ thẩm trung tuần tháng 7 vừa qua, Tòa Gia đình và Người chưa thành niên thuộc Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung về các luật sư đề nghị hội đồng xét xử xem xét và xác định Thái đồng phạm tội danh giết người với bị cáo Trang. Các luật sư cũng kiến nghị thay đổi thẩm quyền xét xử sang tòa hình sự. Việc xem xét bị cáo Thái có đồng phạm tội giết người hay không cần phải điều tra lại. Do đó, hội đồng xét xử quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung. Được biết, quá trình điều tra bổ sung, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành kỹ lưỡng từng bước theo quy định của pháp luật. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh tiến hành điều tra bổ sung, giám định tỷ lệ tổn thương cơ thể của cháu VA với các thương tích bị gây ra vào các ngày mùng 7, mùng 10, 12 tháng 12 năm 2021 theo nội dung thông tư số 22/2019/TT-BIT ngày 28 tháng 8 năm 2019 của Bộ Y tế về quy định tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể sử dụng trong giám định pháp y tâm thần. Tuy nhiên, ngày 26 tháng 8, Phân viện Khoa học Hình sự Bộ Công an tại Thành phố Hồ Chí Minh đã có trả lời từ chối thực hiện giám định thương tích của bị hại VA trong các ngày 7, 10 và 12 tháng 12 năm 2021 với lý do là hồ sơ bệnh án của bị hại VA tại Bệnh viện Vinmec, quận Bình Thạnh không thể hiện thương tích bị gây ra trong các ngày nói trên.